Thưa quý vị và các bạn, 16 giờ chiều nay giá xăng lại tiếp tục tăng trên 1.400 đồng một lít. Sau điều chỉnh, xăng E5 RON 92 có giá bán tối đa là 23.110 đồng một lít, RON 95 là 24.330 đồng một lít, dầu diesel là 18.710 đồng một lít. Đây là mức tăng cao nhất từ đầu năm đến nay. Điều này khiến cho doanh nghiệp và người dân không khỏi lo lắng. Sau đây là những ghi nhận bước đầu của phóng viên trong chiều nay. Là một người chủ doanh nghiệp đứng trước thông tin giá xăng tiếp tục tăng, bà Hồng lại phải căng đầu tính toán và giải quyết hàng loạt các vấn đề liên quan. Bình quân công ty vẫn hỗ trợ 5.000 đồng tiền xăng một ngày cho người lao động. Nhưng nếu xăng cứ tăng lên mãi, bà Hồng cũng phải tính lại cho phù hợp để động viên người lao động, rồi hàng loạt vấn đề kéo theo khi xăng tăng. Đương nhiên là doanh nghiệp cũng gặp nhiều cái khó khăn về phát sinh, về chi phí. Với cái đơn hàng hiện thì tôi ký cái thời điểm đấy thì nó trước đây khoảng mấy tháng rồi. Thì cái giá ký nó chỉ như vậy thôi, ở trong hợp đồng. Thế thì bây giờ mà trong cái quá trình hiện tại mà giá tăng như thế này thì đương nhiên là cái giá thành của sản phẩm thì cũng chỉ là theo hợp đồng ban đầu. Đấy, nhưng mà doanh nghiệp thì sẽ phải phát sinh rất nhiều các cái chi phí, ví dụ như là vận chuyển, rồi thực phẩm cho người lao động, rồi xăng xe cho người lao động. Với hàng loạt các biện pháp hỗ trợ của chính phủ, doanh nghiệp đang từng bước phục hồi sau đại dịch. Nhưng khi xăng tăng thì lại thêm những nỗi lo tăng giá. Trong cái lúc này thì lại bị cái tình trạng là tăng giá vật tư. Đấy, tăng giá vật tư là tăng nguyên liệu xăng dầu này, tăng giá nguyên liệu đầu vào như là kim loại màu, rồi nhất là sắt thép tăng rất là nhiều. Đây là một cái rất là khó khăn đối với doanh nghiệp trong cái thời gian dịch, mà đặc biệt là dịch lần thứ tư này. Thấy ngay lập tức tác động của giá xăng, những người lái xe taxi như anh Trung lại càng lo lắng hơn. Bây giờ là chạy được 1 triệu thì là công ty 50, mình 50. Thì là bọn tôi là được hưởng 500 thì bọn tôi chỉ chịu tiền xăng. Thế thì bây giờ mà xăng mà giữ cái mức gọi là trung bình thì còn có đồng công, còn nếu mà xăng mà cứ lên thì đồng công lại thấp đi. Khách khứa thì là ít, không có. Bây giờ dịch nhã này thì người ta cũng chả đi đâu cả. Giá xăng dầu tăng không chỉ tác động làm tăng giá thành sản phẩm hàng hóa và dịch vụ, mà còn trực tiếp làm tăng chỉ số giá tiêu dùng, ảnh hưởng đến thu nhập và chi tiêu của người dân. Cứ mỗi thứ tăng lên một chút là cũng ảnh hưởng đến sinh hoạt của gia đình chúng tôi. Thì tất cả mọi người cũng mong muốn là làm sao là từ giá thực phẩm rồi giá xăng dầu rồi làm sao là giảm cái mức vừa phải để cho mọi người hợp với cả cái thu nhập của công nhân. Giá xăng dầu thế giới tăng cao nên dự đoán thời gian tới giá xăng có thể tăng nữa. Mong các ngành chức năng sớm có giải pháp ứng phó linh hoạt nhằm giảm thiểu tác động xấu đến kinh tế cũng như đời sống của người dân.